À, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng sẽ review sơ bộ bên ngoài cái căn nhà địa chỉ 453/2/1 đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ha. Đây là cái hẻm nè, và cái nhà nằm đây nè. Đó, nhà một trệt một lầu nằm đây ha. Đó, hẻm ô tô nhà nằm ở đây nè. Đó, cô chú anh chị bạn nhìn ha. Đó, ngoài đó là hẻm đây là cái hẻm lớn, ngoài đó mặt tiền đường Tân Hòa Đông. Đó, bên trái là đường Trương Phú Phan, bên phải là Mỹ Hảo ha. Hẻm này là còn thông sâu vô bên trong nữa nè, cô chú anh chị thấy không? Thông sâu vô trong nữa ha. Căn nhà mình căn kế góc nha, 21 cái góc này dạt vô thì mình sát bên căn góc luôn. Căn nhà này chủ đang kêu bán mức giá là 3.480 tỷ, giá này còn thương lượng trực tiếp chính chủ nha cô chú anh chị. 3.480 tỷ còn thương lượng ha. Vũ Hồng hôm nay nhà này có chuẩn bị làm đám tiệc nên không quay được bên trong. Vũ Hồng sẽ review sơ bộ bên ngoài cho cô chú chị bạn xem, và hình thì Vũ Hồng sẽ gửi đầy đủ cho cô chú chị bạn ha. Sổ thì sổ Hồng hoàn công đầy đủ luôn nha, ngang 4 và dài 11 ha. Và sổ đây, hai Vũ Hồng cho cô chú chị bạn xem sổ nè. Đó, và căn nhà này là địa chỉ là 453/2/1 đường Tân Hòa Đông, khu phố 8, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích đất là được công nhận là 41,4 ha. Và diện tích sàn là 77 m nha cô chú anh chị. Diện tích sàn là 77 m nè. À, ngang 411 căn kế góc ha. Đó, căn kế căn góc nè. Đó, nhà có hoàn công đồ đầy đủ luôn, hẻm ô tô vô tới nhà luôn. À, một trệt với một lầu nha. Và mức giá là chủ nhà kêu là 3.480 tỷ ha. Cái lộ giới này cô chú anh chị bạn thấy có chút xíu thôi ha. Nó đầu này thì bị 0.9, còn đây là 0.53 ha. Hướng nhà mình đó là hướng hướng bắc nha cô chú anh chị. Hướng nhà mình là hướng bắc ha, hướng bắc nè, kế căn góc ha. Rồi cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc với Vũ Hồng, Vũ Hồng gửi sổ với gửi hình cho cô chú anh chị bạn xem ha. Đây có hình sơ bộ nè, bên trong nè đó ha, hình nè, bên trong nè ha. Vũ Hồng sẽ gửi cho xem, thì nhà có đám nên mình không có quay được bên trong, với cô chú anh chị bạn thông cảm ha. Đó, hình bên trong nè, thấy không? Kết bạn Zalo với Vũ Hồng qua số 0963 10 10 10, Vũ Hồng sẽ gửi sổ cho cô chú anh chị bạn xem nha. Đó, đây cô chú anh chị bạn nhìn nè ha. Từ ngoài đó vô đây thì căn nhà mặt tiền, căn mặt tiền nè. Căn mặt tiền đường Tân Hòa Đông nè, thấy không? Căn này là căn mặt tiền đường Tân Hòa Đông nè ha. Mình rẽ phải là mình về hướng dòng xây Phú Lâm, rẽ trái thì mình đi lên đường Hương Lộ 2 nha. Đó, căn nhà này, căn nhà nằm có chiếc vết ba đó cô chú anh chị, có chiếc vết ba đậu á. Hẻm này còn thông sâu vô trong nữa nè. À, căn kế góc, nếu mình xây dựng mới thì mình xây dựng cao giống như cái căn bên trong đó ha. Còn hiện tại thì một trệt với hiện tại thì có một trệt với một lầu thôi. Đây mình xem ha. Đó, đứng ngoài mình xem ha, sơ bộ bên ngoài nha cô chú anh chị. Đó, đây hẻm này còn thông sâu vô bên trong nha. Em né né ngoài đi, Rồi, ở trong nè, nhà mới thì mình sẽ xây được như thế này nha. Mình sẽ xây được như thế này ha. Đó, 4m dài 11 ha. Đó, nhà thì xây, chủ nhà xây bên trong thì cũng chừa sẵn cái lần lộ giới rồi nha. Mua bán thì sổ Hồng ký công chứng sang tên nha cô chú anh chị. 3.480 tỷ ha. Quá ok luôn cô chú anh chị. Bạn nào quan tâm thì liên lạc với Vũ Hồng qua số 0933797979 ha. Vũ Hồng sẽ trực tiếp hẹn với chủ nhà mở cửa cho cô chú anh chị bạn xem nha. Hiện sáng nay thì không có coi nhà được nên Vũ Hồng quay ở bên ngoài thôi. Đó, cái căn này thì nói chung là của một người mua lại rồi ha. Chủ này ở thì giờ cái người mới bán nha cô chú chị, chứ không phải là cái người chủ trực tiếp nhà này ở nha.
cái người mới là người bán thì họ hẹn bắt đầu từ chiều nay mới được coi nhà, nên Vũ Hồng không quay, nhưng mà sẵn dịp Vũ Hồng đi quay căn Trương Phước Phan thì Vũ Hồng quay luôn căn nhà này ha. 453/2/1 đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, hướng nhà là hướng bắc nha cô chú anh chị. Đó. Thì căn này là chủ đã bán cho một người rồi, giờ cái người mới bán lại cô chú anh chị. Đó. Nhưng mà người chủ cũ vẫn còn ở trong đây. Đó. Mua bán thì nói chung là mình sẽ ra công chứng làm hồ sơ hợp lệ hết hoàn toàn, nên cô chú anh chị bạn yên tâm về vấn đề đó ha. Đây. Hai lớp cửa bảo vệ, bên trong cửa sắt với kính, bên ngoài là cửa sắt bốn cánh ha. 3.480 nha cô chú anh chị. Dạ, cho con quay con gửi cho khách cái cô chú. Sáng nay nhà mình có tiệc hả? Sáng nay nhà có tiệc hả con nghe? Con nghe là chị nói là chiều nay mới dẫn khách được. Tại con quay này con gửi cho người ta xem cái. Chú thông cảm nha. À, nếu mình xây mới là mình xây được giống như thế đó hả cô chú anh chị. Hẻm này là sát bên nè, ô tô quẹt vô cái tới luôn, nếu mà lái khéo khéo là ô tô vô được, vô nhà luôn á. Căn sau lưng căn mặt tiền ha. Đó, sau lưng căn mặt tiền nha cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc với Vũ Hồng ha. Vũ Hồng sẽ chiều nay sẽ dẫn cho cô chú anh chị bạn xem nhà nha. Chiều nay mới xem nhà được ha. Ban công trên là đúc thiệt. Đó, cầu thang là tay vịn bằng gỗ, mặt đi bằng đá hoa cương, cầu thang đúc bê tông cốt thép luôn ha. Rồi mình đi ra đây mình xem lại phía bên ngoài chút xíu. Đó, hẻm phía bên ngoài nè. Ở ngoài đó là đường Tân Hòa Đông đó cô chú anh chị. Xem như là căn mình căn phía sau lưng căn mặt tiền ha, căn này là căn mặt tiền nè. Đó, căn này căn mặt tiền nha. Căn mình là căn sau lưng hết cô chú anh chị. Ở đây nó hẻm khu phố văn hóa nè. Đó, đối diện với nhà thuốc Long Châu nè hả cô chú anh chị. Mình đi vô hẻm này nha. Đó, hẻm này, hẻm khu phố văn hóa nè. 453 nè ha. Kế bên là hẻm 453 nè ha. Kế bên là có cái siêu thị Vinmart nè cô chú anh chị bạn thấy không? Kế bên là có cái siêu thị Vinmart nè. Bên kia là hẻm 445. Rồi mình vô đây ha. Rồi, nhà mình đây nha, căn sau lưng căn này nè, sau lưng căn này nha. Ba tỷ bốn trăm tám mươi triệu nha cô chú anh chị. Bạn nào quan tâm thì liên lạc với Vũ Hồng ha, số 0933797979, kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành nha. Rồi Vũ Hồng xin chào, số điện thoại Vũ Hồng 0933797979. Cô chú chị bạn kết bạn với 0963 10 10 10. Vũ Hồng sẽ gửi sổ gửi hình bên trong cho cô chú chị bạn xem nha. Rồi xin chào ha.